Cô Vũ Sư Đức Phật Tôn. Con là Ngọc Tuyết, xin kính chào toàn thể quý vị. Xin kính chúc toàn thể quý vị có một đêm thật là nhiều hạnh phúc và tràn đầy niềm vui, thanh tâm, an lạc. Hôm nay quý vị thấy Đức Mẹ Quan Sa Bồ Tát đẹp quá không quý vị? Đẹp, phải không? Mẹ không bao giờ mất. Mẹ luôn luôn, mãi mãi trong lòng chúng ta, những người con Phật. Mẹ lúc nào cũng hỗ trợ, độ trì cho chúng ta khi mà chúng ta cần đến. Hôm nay mẹ, con xin được trình bày nhạc phẩm Mẹ Từ Bi. Mời quý vị cùng thưởng thức. Dạ. Yeah.